Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quý 1 năm 2017. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai nâng cao hiệu quả hoạt động từ việc tăng cường cải cách hành chính. Huyện Simacai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm AH7N9. Trong phần tin quốc tế, các nước ký TPP cam kết theo đuổi hội nhập kinh tế. Singapore có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 16 tháng 3, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lào Cai, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh. Trong quý 1, tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước có những chuyển biến tích cực. Giao thông trong các đô thị lớn và trên các tuyến quốc lộ trọng điểm được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế. Trong 2 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 10 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người, giảm 153 vụ, 20 người chết, 707 người bị thương so với cùng kỳ. Tại tỉnh Lào Cai, trong quý 1, xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người thiệt mạng và 58 người bị thương. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn trên quốc lộ 4D, đoạn chạy qua xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, làm 1 người chết, hàng chục người bị thương. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để giảm thiểu tai nạn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà các bộ, ngành, các địa phương đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế như tai nạn giao thông đường thủy tăng về số người chết, tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tăng cao so với Tết Bính Thân 2016. Việc vi phạm về chở quá tải trọng, xe dù, bến cóc có dấu hiệu tái diễn gia tăng, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn còn diễn biến phức tạp. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngay trong quý 2, các bộ ngành liên quan và các địa phương phải tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để khắc phục các điểm đen, những vị trí mất an toàn giao thông, khẩn trương rà soát bổ sung chương trình đào tạo, sát hạch đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải, tăng cường thanh tra kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, xây dựng và quyết liệt triển khai kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng vỉa hè, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Chiều ngày 15 tháng 3 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tổ chức cuộc gặp mặt với Ban tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh trên địa bàn quân khu và các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp đầu năm 2017. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì cuộc gặp mặt. Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã thường xuyên phối hợp với Ban tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn quân khu để xác định cụ thể các nội dung cần tập trung tuyên truyền, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 2, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, quân khu đã phối hợp sản xuất và phát sóng hàng trăm chuyên mục phát thanh truyền hình, duy trì gần 170 chuyên trang, đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh phóng sự về quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ngoài ra, có gần 2.000 tin, bài, ảnh phóng sự liên quan đến lực lượng vũ trang quân khu được đăng tải, phát sóng thường xuyên trên các báo, đài phát thanh truyền hình địa phương. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban tuyên giáo 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đóng góp rất nhiều ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn, thống nhất cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời kiến nghị một số nội dung về chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức về quốc phòng, an ninh cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên. Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả, kinh nghiệm công tác quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 2, đi sâu khai thác những cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, sáng tạo của các cơ quan đơn vị,
đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016. Ngày 15 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm và kiểm tra tình hình thực tế tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bắc Hà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Dương đã đi thăm và kiểm tra tình hình thực tế tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Lùng Phình, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung học phổ thông Bắc Hà và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Bản Phố. Tại các trường tới thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm khu nhà ở bán trú của học sinh, nhà ở công vụ giáo viên và tình hình cơ sở vật chất phục vụ năm học 2016-2017. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện và các nguồn xã hội hóa, cơ sở vật chất các nhà trường đã từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu ăn ở, học tập, sinh hoạt của các em học sinh và đội ngũ giáo viên. Các đơn vị trường học cũng đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bán trú như tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, phát triển chăn nuôi nhằm hỗ trợ thêm khẩu phần ăn cho các em bán trú. Tuy vậy, với đặc thù của huyện vùng cao, điều kiện giao thông đi lại khó khăn, kinh phí còn hạn chế, nên cơ sở vật chất tại các nhà trường vẫn còn những thiếu thốn nhất định. Trong đó, vấn đề nổi cộm nhất là thiếu phòng ở cho học sinh bán trú và nhà công vụ cho giáo viên. Các công trình phụ trợ khác như bếp ăn, khu nhà tắm, nhà vệ sinh cũng chưa đáp ứng được đủ nhu cầu cho các em học sinh ở bán trú. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng trong công tác dạy và học tại các nhà trường, nhất là trong việc các nhà trường đã tổ chức hoạt động bán trú một cách ổn định, nề nếp. Nhiều mô hình như trồng rau xanh, chăn nuôi, xây dựng trường học gắn liền với thực tiễn cần được quan tâm nhân rộng, góp phần chăm sóc, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú. Về khó khăn do thiếu phòng ở bán trú, nhà ở công vụ cho giáo viên và các công trình phụ trợ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn này, tập trung ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện các phòng ở bán trú, nhà ở công vụ cho giáo viên và các em học sinh, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt cho các em học sinh bán trú trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 16 tháng 3, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lào Cai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì hội nghị. Trong năm 2016, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với phát động làm đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường đến toàn thể nhân dân, tạo được không khí thi đua sôi nổi. Kết quả đã huy động được 34 cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ các thôn được gần 300 triệu đồng, gần 900 ngày công lao động làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Qua giả soát đánh giá, đến nay các thôn kiểu mẫu nông thôn mới đã thực hiện đạt 7 trên 18 tiêu chí. Trong năm 2017, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo chuyên đề, thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức, tuyên truyền để nhân dân tích cực làm theo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng thôn kiểu mẫu. Phần đầu đến tháng 11 năm 2017, có 6 thôn được công nhận là thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh và các cơ quan đóng chân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, qua đó góp phần đáng kể vào duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như chỉ số cải cách hành chính. Cùng với đầu tư hiện đại hóa nền hành chính thì vấn đề cốt lõi được các cơ quan nhận định vẫn là chất lượng nguồn nhân lực. Câu chuyện về cải cách hành chính trong ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai mà chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn qua phóng sự sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Đây là hình ảnh tại phòng giao dịch một cửa của Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng. Các thủ tục đều được niêm yết rõ ràng, cụ thể và hết sức khoa học. Khách đến giao dịch chỉ phải nộp hồ sơ ở bộ phận một cửa. Các hồ sơ này sẽ được cán bộ tại đây chuyển tới các bộ phận khác và hoàn thành, trả kết quả trong thời gian sớm nhất. Để có sự thay đổi ấy, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đã phải sắp xếp, bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp tốt để tạo sự thuận tiện và nhanh chóng nhất cho người đến giao dịch. Qua các lần giao dịch thì tôi đến đây là tôi cảm thấy là rất là thoải mái.
các nhân viên của Bảo hiểm xã hội là hướng dẫn tận tình, và những cái gì mà chưa đúng thì hướng dẫn để về chỉnh sửa rất kịp thời, nên là tôi rất hài lòng về những các nhân viên của Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng. Cũng chính từ hoạt động cải cách hành chính, đặc biệt là từ sau khi luật bảo hiểm xã hội được sửa đổi, đã mở rộng đối tượng đăng ký tham gia so với trước đây. Khắc phục khó khăn về nhân lực và mạng lưới chuyên trách của bảo hiểm xã hội chỉ đến cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động ký kết chương trình hợp tác với ngành bưu chính, thống nhất các quy trình, quy chuẩn trong cung cấp dịch vụ, tạo sự thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm có nhu cầu giao dịch thông qua đường bưu chính. Thứ nhất là bên bưu điện sẽ phải có trách nhiệm là phải thông báo, báo tăng, báo giảm kịp thời đối tượng di biến động trên địa bàn. Ví dụ như là đối tượng mất, chết, di chuyển là bưu điện phải nắm được. Đấy. Ngoài ra thì toàn bộ những cái mà văn bản chế độ chính sách mới thì bưu điện phải có trách nhiệm niêm yết công khai tại các điểm chi trả vào các lịch chi trả. Chúng tôi cũng phối hợp bưu điện là tuyên truyền tất cả mọi chế độ về chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận đối tượng khi kết hợp với trong công tác chi trả. Thì cái này nó rất là thuận tiện, mà đối tượng lúc này sẽ là người được hưởng cái dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất. Những đối tượng mà ốm đau, bệnh tật mà không đến đúng lịch điểm chi trả được thì bị cơ quan bưu điện phải cử cán bộ mang tiền đến tận nhà của cái người ốm đó để chi trả, để thực hiện phục vụ một cách thật chu đáo. Ông Trần Hùng Thành ở tổ 36, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, năm nay đã ngoài 70 tuổi, lại bị thương tật từ thời kháng chiến chống Mỹ. Việc vận động đi lại gặp nhiều hạn chế. Với việc cán bộ bưu chính tổ chức chi trả lương hưu tại nhà văn hóa khu dân cư ở gần nhà, việc lĩnh lương hưu hàng tháng của ông Thành đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Đến giờ phút này thì chúng tôi thấy rằng như thế là nhìn chung là rất thuận lợi. Anh em hiệu chí chúng tôi đến thì cũng chỉ chờ nấu chất cũng chỉ đến 30 phút thôi, còn đều nhận được lương hết. Nhưng có cái vui là hàng tháng là bà con như thế đã nghỉ hưu rồi thì anh em lên để gặp gỡ nhau ở trên ấy, biết được anh nào khỏe, anh nào yếu. Nhìn chung là rất là thuận lợi, mà các đồng chí làm công tác chi trả này thái độ như thế là rất là vui vẻ và hòa nhã. Và có những cái gì các đồng chí hướng dẫn là nói chung là chúng tôi thấy rằng rất là tốt và đảm bảo cái chế độ cho anh em. Nhờ sự mạnh dạn đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính như vậy mà trong năm 2016 vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận và giải quyết trên 836.900 hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tổng số thu của 3 loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2016 tăng so với năm 2015 là hơn 11 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thực hiện tốt các cái quy trình nghiệp vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quy định. Thế và một cái nội dung rất quan trọng nữa đó là thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính thông qua cái công nghệ thông tin trong quá trình quản lý về thu bảo hiểm xã hội, về công tác cấp sổ thẻ, cũng như tới đây là cái quy trình chi trả chính sách đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và đặc biệt là thực hiện cái quy trình giám định điện tử về giám định cái quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua cái hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đấy là những cái nội dung mà rất là trọng tâm để có thể hoàn thành tốt cái chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Kết thúc năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã đạt tổng số thu ước khoảng 1.300 tỷ đồng. Trong khi đó, con số chi trả cho bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã đạt gần 1.500 tỷ đồng. Một kết quả giao dịch khổng lồ trên địa bàn được đảm trách bởi gần 250 cán bộ công nhân viên ngành bảo hiểm xã hội và các đơn vị cộng tác. Và chắc chắn những con số ấy sẽ còn tiếp tục tăng lên, đòi hỏi tập thể cán bộ công nhân viên ngành bảo hiểm xã hội sẽ phải nỗ lực hơn, có nhiều cách làm sáng tạo hơn, để tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Hải quan Lào Cai đã có nhiều nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất nhập khẩu. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp kinh tế cửa khẩu địa phương đang có bước phục hồi và phát triển tốt trong những tháng đầu năm nay. Từ nhiều năm nay, Hải quan Lào Cai luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong hiện đại hóa công tác hải quan. Trong đó điểm nhấn là thực hiện tốt thủ tục hải quan điện tử, áp dụng quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, ngành hải quan đã vận hành hiệu quả hệ thống thông quan tự động ở tất cả các chi cục, thực hiện tốt công tác giám sát quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Nếu như trước đây, từ lúc mở tờ khai đến khi hoàn thành thông quan một lô hàng phải mất từ 1 đến 3 ngày,
thì đến nay, với việc áp dụng quy trình thông quan điện tử, thời gian thông quan một lô hàng của doanh nghiệp chỉ còn tính bằng phút. Có hàng hóa là tham gia xuất khẩu và cửa khẩu Lào Cai ở đây, thì là hiện tại là chúng tôi đang nhập khẩu và xuất hàng ở đây, thì là các cơ quan chức năng ở đây là rất là tạo điều kiện, đặc biệt là trong đó là có các cơ quan ở hải quan là anh em hướng dẫn tạo điều kiện cho là các cái thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng. Kê khai bằng điện tử này thì hình thức kê khai nó rất là nhanh và nó không còn thủ tục rườm rà như ngày xưa nữa, tức là hàng hóa đi qua là bớt đi được rất là nhiều khâu và qua được biên giới nhanh. Kết quả thực hiện cải cách và hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ vị trí và trách nhiệm cầu nối giữa Việt Nam, khu vực ASEAN với thị trường Tây Nam Trung Quốc, Cục Hải quan đang tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua đây. Và cùng với cái chủ trương của tỉnh là về cái thu hút đầu tư, thu hút hoạt động của các doanh nghiệp đến với Lào Cai. Đấy. Với thì cái tốc độ tăng trưởng, cái hoạt động xuất khẩu nó phải bằng hoặc cao hơn so với cái tốc độ, mức độ tăng trưởng về phát triển kinh tế xã hội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hải quan Lào Cai đang hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phục vụ khách hàng theo tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc do rượu nghiêm trọng gây tử vong. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm túc vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật đối với các sản phẩm về rượu. Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm rượu, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu, kể cả đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, sử dụng nguyên liệu, chất men nấu rượu bằng phương pháp thủ công. Nghiêm cấm tổ chức cá nhân trưng bày kinh doanh các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không có nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức, kiểm soát chặt chẽ tất cả các cơ sở kinh doanh rượu. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm H7N9, huyện Simacai đã tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Cấp ủy chính quyền các cấp huyện Simacai đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bằng nhiều hình thức, triển khai phun hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng đồng loạt tại 98 thôn bản và 3 chợ phiên của huyện. Và căn cứ vào cái chỉ đạo của thường trực ủy ban huyện thì trung tâm cũng đã phối hợp với ủy ban nhân xã Bản Mế tổ chức hội nghị điểm để triển khai cái công tác tiêm phòng vaccine bắt buộc cho đàn gia súc gia cầm, cũng như là triển khai cái tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc. Để đảm bảo toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi, khu vực giết mổ gia súc gia cầm, đường làng ngõ xóm được vệ sinh tiêu độc khử trùng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã chỉ đạo mạng lưới khuyến nông viên ở các xã giám sát chặt chẽ quy trình tiêu độc khử trùng, làm đúng quy trình vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành khử trùng bằng hóa chất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình tiêu độc khử trùng. Với sự chủ động tích cực như vậy, huyện Simacai đang làm tất cả để ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm AH7N9 phát sinh trên địa bàn. Từ 31 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2017, Không gian Văn hóa Tây Bắc Lễ hội Hoa Đỗ Quyên sẽ diễn ra tại Sapa, tỉnh Lào Cai. Khai mạc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và kéo dài liên tục suốt 10 ngày, lễ hội sẽ mang tới cơ hội trải nghiệm Vương quốc Hoa Đỗ Quyên, nơi núi rừng Hoàng Liên. Đây cũng là sự kiện tôn vinh loài hoa đặc trưng cho Tây Bắc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Lào Cai. Được mệnh danh là Vương quốc Hoa Đỗ Quyên, rừng Hoàng Liên là địa danh hội tụ nhiều chủng loại đỗ quyên nhất Việt Nam với gần 40 loài hoa mang nhiều sắc màu khác nhau như đỏ, trắng, hồng, vàng. Đỗ quyên nở hoa gần như quanh năm nhưng rực rỡ nhất là thời điểm cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Cùng dịp này, du khách còn có dịp hòa cùng không gian văn hóa Tây Bắc với nhiều hoạt động giải trí phong phú kéo dài suốt thời gian diễn ra lễ hội.
thực hiện đề án xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016-2021, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mở chợ đêm và duy trì hoạt động đều đặn để thu hút khách du lịch. Chợ đêm là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc huyện Mường Khương, qua đó quảng bá, giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền thống tới du khách trong và ngoài nước. Đây đồng thời cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hút đối với du khách, tạo điều kiện cho người dân bản địa giao thương, nâng cao thu nhập. Với việc duy trì tổ chức một tháng hai phiên vào tối thứ bảy tuần đầu và tuần thứ ba của tháng, chợ đêm Mường Khương đang dần trở thành một thương hiệu, là điểm nhấn du lịch, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Tại chợ đêm, cùng với hoạt động văn nghệ là các món ẩm thực truyền thống, với hàng trăm gian hàng trưng bày, giới thiệu các món ăn và sản vật của địa phương. Người dân các xã tham gia chợ đêm đã đem đến những đặc sản của địa phương mình để giới thiệu và bán cho du khách. Đặc biệt là các quán ăn thịt nướng, thắng cố ngựa luôn thu hút rất đông thực khách. Chợ đêm thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời để khám phá vùng đất con người Mường Khương. Chiều ngày 16 tháng 3, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an huyện vì đã nhanh chóng bắt được hai đối tượng có hành vi cướp giật tài sản tại thôn Phố Cũ, xã Simacai chỉ sau 2 giờ gây án. Vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 15 tháng 3 năm 2017, hai đối tượng Tẩn Xeo Hải sinh năm 1998, trú tại thôn Sừ Pà Phìn, xã Quan Thần Sán, và Giàng Xeo Lù sinh năm 2000, trú tại thôn Nậm Hán 1, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, đã đến cửa hàng của anh Vàng Xeo Cú ở thôn Phố Cũ, xã Simacai hỏi mua điện thoại của chị Cư Thị Sông là vợ của anh Vàng Xeo Cú. Sau khi hỏi và xem điện thoại, bất ngờ hai đối tượng giật điện thoại rồi bỏ chạy bằng xe máy theo quốc lộ 4D hướng về huyện Bắc Hà. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Simacai đã phối hợp với công an huyện Bắc Hà truy đuổi đến thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà thì bắt được hai đối tượng cùng tang vật là chiếc điện thoại Apple. Chiều ngày 16 tháng 3, huyện Simacai đã tiến hành khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an huyện vì đã có thành tích triệt phá nhanh vụ án, mang lại niềm tin cho nhân dân. Sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Hà Nội, bế mạc hội nghị tại Chile, các nước tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã cam kết tìm ra những phương thức mới thúc đẩy hội nhập kinh tế và thương mại khu vực khi mà Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận. Các bên đặc biệt nhấn mạnh đến việc theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác. Phát biểu với báo giới sau khi bế mạc hội nghị, Ngoại trưởng nước chủ nhà Erlando Muñoz cho biết 11 nước ký kết TPP trừ Mỹ đều cho rằng thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình hội nhập châu Á-Thái Bình Dương. Các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về xu hướng bảo hộ thương mại hiện nay và khẳng định cam kết hợp tác thúc đẩy thương mại tự do, đầu tư, dịch vụ, hội nhập kinh tế và củng cố hệ thống thương mại quốc tế. Ông Muñoz cũng thông báo các đại biểu thống nhất sẽ tổ chức một hội nghị bộ trưởng để quyết định tương lai TPP vào tháng 5 tới đây, nhân dịp diễn ra hội nghị quan chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC được tổ chức tại Việt Nam. Những thỏa thuận này cần phải được hoàn tất trong ngắn hạn. Chúng tôi không muốn các cuộc đàm phán kéo dài hàng năm trời nữa. Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải đẩy nhanh mở cửa thương mại và Liên minh Thái Bình Dương có thể đạt được điều này vừa nhanh chóng mà vừa đảm bảo hiệu quả. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện phái đoàn Nhật Bản nhấn mạnh các nước đã mất thời gian dài mới ký được TPP và việc duy trì thỏa thuận là rất quan trọng. Nhật Bản sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào và sẵn sàng đàm phán với từng nước còn lại. Trong một thông cáo ngắn ra sau khi hội nghị kết thúc, đại sứ Mỹ tại Chile, bà Carol Perez nhấn mạnh Nhà Trắng sẵn sàng đối thoại với các đối tác châu Á-Thái Bình Dương và bày tỏ hy vọng tiếp tục là thành viên chủ chốt trong cộng đồng khu vực, không chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại. Đây là lần đầu tiên 12 nước tham gia ký kết TPP nhóm họp kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận thương mại đầy tham vọng này. Hội nghị có sự tham dự của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại các nước cùng với đại diện của Trung Quốc, Hàn Quốc và Colombia. Đêm qua theo giờ Hà Nội, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn các đề cử của Tổng thống Donald Trump đối với các vị trí quan trọng trong đội ngũ an ninh quốc gia, gồm chức Cố vấn An ninh Quốc gia và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia.
Với 86 phiếu thuận và chỉ 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã tán thành bổ nhiệm Trung tướng Lục quân Mỹ McMaster làm Cố vấn An ninh Quốc gia theo đề xuất của ông Trump. Quyết định lựa chọn Cố vấn An ninh Quốc gia không cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Song, luật pháp Mỹ quy định, Thượng viện nước này phải bỏ phiếu đối với các tướng quân đội 3 sao và 4 sao nếu họ được chỉ định giữ chức vụ mới. Ông McMaster là trường hợp thứ hai giữ vai trò này khi vẫn là tướng tại ngũ. Ông McMaster đã được Tổng thống Trump lựa chọn để thay thế ông Mike Flynn vừa phải từ chức do bị cáo buộc che giấu các mối quan hệ với giới chức Nga. Cùng ngày, với 85 phiếu thuận và 12 phiếu chống, Thượng viện Mỹ cũng đã nhất trí phê chuẩn quyết định đề cử cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Coats làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia. Ông Dan Coats, 73 tuổi, từng là thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện trước khi về hưu cuối năm 2016. Trong cuộc điều trần trước Thượng viện hôm 28 tháng 2, ông Dan Coats cam kết sẽ ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện về khả năng Nga tác động vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan, với 55% số phiếu được kiểm, Đảng Những Người Vì Tự Do và Dân Chủ của đương kim Thủ tướng Mark Rutte đang tạm dẫn đầu với 32 ghế trong tổng số 150 ghế Quốc hội, trong khi Đảng Cực Hữu Vì Tự Do vốn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước bầu cử, cùng với hai đảng nữa về thứ hai với cùng 19 ghế. Theo kết quả sơ bộ được truyền thông Hà Lan đăng tải, Đảng Những Người Vì Tự Do và Dân Chủ VVD của Thủ tướng Mark Rutte có khả năng giành được ít nhất là 32 ghế tại Quốc hội, tiếp tục củng cố vị trí đảng mạnh nhất hiện nay. Mặc dù dẫn đầu, song đảng VVD bị mất tới 9 ghế so với 41 ghế trong Quốc hội đương nhiệm. Để tiếp tục nắm quyền, VVD cần phải thương lượng với ít nhất hai chính đảng khác. Trong khi đó, Đảng Cực Hữu Vì Tự Do PVV cùng với Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDA và Đảng Dân Chủ Cấp Tiến D66 cùng giành được 19 ghế. Với tỷ lệ 81% cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ cao nhất trong suốt 30 năm qua tại Hà Lan, kết quả bầu cử Quốc hội tại Hà Lan được đánh giá là sự phản ánh chính xác nhất về lựa chọn của người dân nước này giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân tộc. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Thủ tướng Mark Rutte đã có bài phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại thành phố La Hay, trong đó khẳng định cử tri Hà Lan đã nói không với chủ nghĩa dân túy, vốn có xu hướng gia tăng và gây quan ngại cho toàn châu Âu. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại là củng cố sự đoàn kết và thành lập một chính phủ ổn định. Trong khi đó, lãnh đạo đảng PVV, ông Geert Wilders đã thừa nhận thất bại, song cho rằng nếu so với 12 ghế trong Quốc hội hiện tại, việc giành được 19 ghế trong cuộc bầu cử năm nay đã là chiến thắng bước đầu của PVV. Ông Wilders không loại trừ tham vọng tìm cách liên minh với các đảng khác để có thể nắm quyền, song cũng sẵn sàng hợp tác với chính phủ tương lai. Năm 2017, Singapore tiếp tục được các tạp chí uy tín toàn cầu bình chọn là nước có môi trường kinh doanh lý tưởng. Thương hiệu của Singapore đến từ cơ sở hạ tầng hiện đại, lao động trình độ cao cùng thủ tục hành chính, cơ chế thuế nhanh chóng, ưu đãi và tiện lợi. Không chỉ có vị trí địa lý kinh tế chiến lược, Singapore được biết đến là nền kinh tế năng động với tiềm năng phát triển mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với môi trường kinh doanh thuận lợi, chuyên nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao, Singapore hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Singapore luôn chiếm vị trí cao trong các cuộc khảo sát. Singapore có nền kinh tế mở và hoạt động hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách nơi đây luôn có các biện pháp để cải thiện nền kinh tế, đặc biệt là nâng cao tính cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Chính phủ Singapore mới đây đã quyết định chi 700 triệu đô la Singapore để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng nhằm cải thiện tình hình giao thông cũng như thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện tầm nhìn của chính phủ đối với chiến lược phát triển kinh tế dài hạn. Đối với Singapore thì những thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ đến từ môi trường bên ngoài, mà còn là làm sao thuyết phục được người dân tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của chính phủ để tiếp tục đưa Singapore phát triển trong 50 năm tới. Với những thế mạnh sẵn có, Singapore có được vị thế độc nhất vô nhị ở châu Á để có thể mang đến sự thịnh vượng và phát triển cho các doanh nghiệp mới. Ngày 15 tháng 3, chính phủ Canada đã phải đóng cửa trang web của Cục Thuế Liên bang sau khi có báo cáo rằng tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy chủ quản lý trang web của Cơ quan Thống kê Quốc gia bằng cách khai thác một lỗi phần mềm mới được tiết lộ. Tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy chủ của trang web Cơ quan Thống kê Quốc gia bằng lỗ hổng trong phần mềm Apache Suite 2. Mặc dù chưa bị tấn công trực tiếp, nhưng trang web của Cục Thuế Canada cũng phải tạm thời đóng cửa để phòng ngừa trước khi bản vá lỗi website của cơ quan thống kê được áp dụng. Apache Suite 2 thường được sử dụng trong các trang web của các chính phủ, ngân hàng, nhà bán lẻ và các tổ chức lớn khác.
lỗ hổng trong phần mềm này cho phép tin tặc có thể điều khiển máy chủ từ xa, từ đó ăn cắp dữ liệu, theo dõi các hoạt động truy cập mạng, thậm chí đóng cửa trang web. Đặc biệt, việc khai thác lỗ hổng này là rất dễ dàng. Tin tặc chỉ cần hướng nó đến máy chủ web muốn tấn công là có thể áp dụng các lệnh muốn chạy. Cơ quan thống kê Canada trở thành tổ chức cao cấp đầu tiên của Canada bị tin tặc tấn công do lỗi bảo mật của phần mềm máy chủ Apache Struth 2 này. Hiện thủ phạm vẫn chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, theo Cơ quan An ninh mạng Canada, đây chỉ là một thử nghiệm của tin tặc, chứ không nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu hay phá hoại khác. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.